Xin chào các bạn, rất là vui gặp được các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video này mình sẽ tiến hành tập hợp cho các bạn một dòng sản phẩm mới của Vlook. Đó là model Vlook EE900, thiết bị camera chụp ảnh sóng âm dùng để phát hiện rò rỉ khí cũng như là phóng điện bề mặt corona trên xứ. Thì tại sao gọi là thiết bị camera chụp ảnh sóng âm? Thì trước đây tín hiệu âm thanh chúng ta chỉ được nghe bằng tai, hoặc là chúng ta sử dụng những thiết bị siêu âm, chúng ta ghi lại cái tín hiệu của dạng sóng sóng âm. Tuy nhiên hiện nay với công nghệ hoàn toàn mới của Vlook thì âm thanh chúng ta có thể hoàn toàn được nhìn thấy bằng hình ảnh một cách trực quan. Trước khi đi vào phần các tính năng của máy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem bên trong máy sẽ bao gồm những gì. Thì bộ thiết bị sẽ được đựng trong một cái hộp rất là chắc chắn như thế này, màu vàng đặc trưng của Vlook. Rất là chắc chắn, chúng ta có thể tiện để mà xách đi hiện trường cũng như là thực hiện ngoài trời. Thì mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy thì chúng ta sẽ có hai cái ngăn. Thì cái ngăn đầu tiên là để đựng cái thiết bị chính của chúng ta, Vlook EE900. Đây. Ngăn thứ hai thì chúng ta sẽ đựng các phụ kiện kèm theo. Thì ở đây chúng ta sẽ có là một cái đế sạc. Chúng ta sẽ có hai cục pin kèm theo. Có thể sạc lại được. Mỗi cục pin như thế này chúng ta có thể sử dụng liên tục trong từ 3 đến 4 tiếng. Thì hai cục pin như thế này khi mà chúng ta sạc đầy thì chúng ta sẽ sử dụng trong một ngày. Chúng ta có một cái bộ dây sạc kèm theo. Chúng ta có một bộ giắc tắm với nhiều cái giắc cắm khác nhau để các bạn lựa chọn. Chúng ta có một cái dây cáp để kết nối với máy tính để chúng ta lấy dữ liệu. Chúng ta có một cái dây đeo. Kèm theo máy chúng ta sẽ có hai cái miếng cao su như thế này để chúng ta bảo vệ cái cảm biến. Và một cái bộ hướng dẫn sử dụng nhanh. Về cấu tạo của máy thì các bạn có thể nhìn thấy máy được thiết kế khá là nhỏ gọn. Các bạn thì cầm nắm bằng tay hay tay. Này chúng ta có rất là tiện để mà di chuyển cũng như là thực hiện thao tác trong nhà máy cũng như chúng ta thao tác ở ngoài trời. Thì chúng ta có một cái màn hình LCD phía trước rất là rộng, 7 inch màn hình cảm ứng, chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên màn hình. Nó hiển thị toàn bộ cái kết quả đo cũng như hình ảnh cũng như là những cái thông tin cần thiết liên quan. Chúng ta có nút nguồn, chúng ta có nút chụp hình quay phim. Ở phía dưới chúng ta có một cái cổng USB để kết nối với máy tính để lấy dữ liệu. Thì đối với thiết bị này là cái bộ nhớ kèm theo là 20GB, các bạn có thể lưu dữ liệu hình ảnh và video rất là nhiều. Và chúng ta kết nối trực tiếp tới máy tính, chúng ta không cần phải mang phần mềm kèm theo. Chúng ta có một cái khe để mà cắm pin ở đây. Đây. Ở phía sau thì chúng ta có một cái mặt cảm biến. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái camera ảnh thật ở đây, và xung quanh nó sẽ là những cái cảm biến siêu âm. Thì đối với thiết bị Vlook EE900 là nó hỗ trợ lên đến 64 cái cảm biến siêu âm. Về chức năng của máy thì máy sẽ có hai chức năng chính. Thứ nhất là phát hiện rò rỉ khí, khí nén chân không trong các hệ thống khí nén cũng như là trên đường ống, van, mặt bích vân vân. Chức năng thứ hai là phát hiện ra phóng điện cục bộ bề mặt và phóng điện corona trên xứ. Thì làm sao máy có thể phát hiện ra những vấn đề trên? Thì hiện tại thiết bị đang sử dụng hai công nghệ hoàn toàn mới của Vlook, đó là công nghệ SoundSight và SoundMap. Thì công nghệ SoundSight là một công nghệ hoàn toàn mới, nó cho phép chuyển đổi từ tín hiệu âm thanh, tín hiệu siêu âm nghe được thành tín hiệu hình ảnh dạng phổ màu để chúng ta có thể nhìn thấy được. Thứ hai là công nghệ SoundMap là công nghệ giúp định vị chính xác cái vị trí của vấn đề lên cái tấm ảnh thật của chúng ta, như các bạn thấy ở đây. Thì với hai công nghệ này thì âm thanh hoàn toàn có thể được nhìn thấy bằng hình ảnh một cách trực quan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua một vài đặc điểm nổi bật của dòng thiết bị Vlook EE900. Thì đối với thiết bị Vlook EE900 là nó hỗ trợ lên đến 64 cái cảm biến siêu âm. Các bạn có thể thấy. Thì những thiết bị thông thường thì các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ trang bị một đến vài cái cảm biến siêu âm thôi. Thì đối với thiết bị Vlook EE900 thì nó trang bị lên đến 64 cái cảm biến siêu âm để tăng cái độ nhạy cũng như là độ chính xác của máy. Thứ hai là cái dải tần số hoạt động của máy là từ 2 kHz cho đến 52 kHz, và cái dải tần số này chúng ta có thể tinh chỉnh để có thể loại bỏ những cái nhiễu sóng bên ngoài để phát hiện chính xác hơn những cái rò rỉ của chúng ta. Và máy có thể phát hiện ra những cái rò rỉ khí rất là nhỏ, 2,5 cm³ trên giây ở một cái áp suất là 73, ở khoảng cách là 10 m, và máy có thể phát hiện ra những cái rò rỉ đến cái khoảng cách là 50 m. Và một điều rất là quan trọng là máy này hoàn toàn rất là dễ sử dụng. Các bạn không cần phải có những cái kinh nghiệm về hiện trường, các bạn không cần phải trải qua những cái lớp đào tạo chuyên sâu về siêu âm, tín hiệu sóng âm vân vân, không cần phải phân tích những tín hiệu phức tạp,
chúng ta cần mở máy lên, chúng ta thực hiện phép đo và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được kết quả đo. Và đặc biệt là đối với khi chúng ta tìm những cái tín hiệu PD bề mặt, thì khi chúng ta nhìn thấy được những hình ảnh trực quan như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng phát hiện được vị trí cũng như là sự cố vấn đề. Chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng như là ngồi phân tích những tín hiệu PD. Bên mình cũng có những cái video demo thực tế để phát hiện ra những cái tín hiệu PD cũng như là tín hiệu về rò rỉ khí. Các bạn có thể tìm hiểu thêm với đường link bên dưới. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm Fluke EE900, thiết bị camera chụp ảnh sóng âm. Thì nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc yêu cầu về báo giá demo, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.